coi. Chị cảm thấy Hiếu không có biết làm tóc cho chị Bunny gì hết hả? Tại vì Hiếu chưa buộc tóc cho con gái mới rồi. À, chị Bunny xin chào tất cả các em. Yeah, con đây là Hiếu. Hiếu xin chào tất cả các bạn. Không biết là các em còn nhớ Hiếu không ta? Ngày hôm nay chị Bunny mời Hiếu tới đây một lần nữa để có thể phục thù cái trò chơi mà ông Hải tặng mà chị Bunny đã thua trắng tay luôn á. Nhắc lại mà ghét quá đi em hả? Nghĩ là chị sẽ không thể thắng nổi đâu. Ha ha ha. Không. Bởi vì sao? Bởi vì em là người may mắn nhất thế giới. Không bao giờ có chuyện đó. Ngày hôm nay chị Bunny đã luyện tập kỹ lắm rồi. Và chị Bunny tin chắc là chị Bunny sẽ lại chiến thắng thôi. Lần này mình cũng sẽ chơi 3 vòng nha. 3 vòng luôn hả? Ừ. Đố em trò chơi ngày hôm nay mà chị Bunny sẽ cho chúng ta chơi đó là trò chơi gì? Trò chơi ba hai tặc. Bỏ đi, không có đâu. Chúng ta sẽ chơi trò chơi này nè. Yeah. Đây là trò chơi bét đót. Con chó xấu xí. Đúng thế. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chơi nha. Vòng thi số 1 bắt đầu. Đây. Để chơi trò chơi này thì rất là đơn giản luôn. Chị Bunny và Hiếu sẽ tranh nhau gắp những cái cục xương này của con chó này nè. Nhưng mà không có là nó dữ lắm. Tại vì á, em nghe tiếng nó gầm gừ chưa? Ví dụ như là Hiếu cứ cầm đi. Đây nè, cái Hiếu. Con chó ơi. Ủa sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Sao nó không nhảy lên vậy? Con chó lên đi. Như vậy đó, hiểu không? Và bạn nào mà bị ai mà bị chó cắn thì người đó sẽ thua. Nhưng mà để làm sao để chúng ta có thể mà gấp được những cục xương á thì chúng ta phải cần những cái này nè. Ai bốc chúng được cái nào thì người đó phải gấp theo đúng yêu cầu của lá bài này đưa ra. Cho nên bây giờ thì chúng ta sẽ quẳng tù xì rồi xong bắt đầu nha. Được. Bây giờ em Khoan. Nếu như mà ai mà thua nha thì cái người mà thắng á sẽ cột tóc người thua, em chịu không? Nhưng mà em ít tóc nè. Nhưng mà chị Bunny sẽ cột cho em 10 chùm ở trên này luôn, hứa luôn á. Giống như ông gì ấy nhạc rốc đúng không? Ừ, sao cũng được, miễn sao là chị Bunny hứa là ngày hôm nay em sẽ được rất là nhiều chùm trên đây. Bây giờ xong bánh xô xì. 1 2 3. Thôi chị Bunny không mời em nữa đâu.
Chị Vani sẽ gấp cho em, còn em sẽ gấp cho chị. Sẽ khó hơn. Chị em mình chụp tấm hình nha. 1, 2, 3.